Nói đúng, nói cho cùng là vợ em cũng ngang ngửa tuổi ba mẹ em. Dạ. Sao em không nhu cầu, em không cần một người phụ nữ vừa vừa tuổi để sinh con? Dạ không anh, nếu mình kiếm cái lứa tuổi như cỡ như mình thì chắc không có hiểu mình đâu. Kỳ vậy? Vì mình, tại vì những người nữ này đã Vợ tìm, chồng. quan trọng với mình, tìm hiểu mình và cũng đã biết mình suy nghĩ gì, muốn cái gì, mình cũng giúp đỡ cho nhau, đùm bọc chia Nhưng mà giờ sẻ. em gặp người phụ nữ khác tốt hơn, liệu em có Không, sao vậy? giờ em chỉ Trễ hơn. vì em đã cũng có từng nói với vợ em mà nếu sau này mà lỡ như không có ở nhau, dù em còn một hơi thở cuối cùng trong cuộc đời Vẫn em yêu. vẫn thương vợ, không Cương thương quyết. em nữa. Không thay đổi ý định. Cái lập trường bản lĩnh em đấy là có. Dạ. Ừ. Nhưng mà suy nghĩ tích cực lên xíu em. Dạ, em cũng có nhiều đêm em suy nghĩ. Thì nói trên đời này cũng không phải là có một anh vợ em là phụ nữ, Đúng. cũng rất là nhiều phụ nữ. Một lửa mà. Dạ. Mà nhưng mà cái tình cảm của mình dành đùm chung đất rất nhiều. Em trước đây đã phải rơi nước mắt với vợ chưa, bao giờ chưa? Chưa anh. Nhưng lần này là rất nước mắt. Đúng. Một người đàn ông phải nói là thực sự là rất cảm xúc nhỉ. Cô chú anh chị, rất lâu rồi. Đây là một câu chuyện thực sự là nghe thì rất buồn nhưng rất thương và tội cho một người đàn ông. Cái câu chuyện này phải nói là hiếm có, khó tìm. Dạ. Câu chuyện này trước đây là Thu Sao và Hoa Cương, có lẽ là phải nói là nổi tiếng của thế giới, là 26 và 62. Nhưng đây thì cũng ngang ngửa. Nhưng câu chuyện này đẳng cấp hơn, vì người đàn ông là lo cho từ A đến Z. Mà Dạ. đến giờ phút này vợ đi với người đàn ông khác, Dạ. nhưng em trai là vẫn quyết định một lòng một dạ chung thủy và vẫn lên đường để đi tìm vợ. Cho anh hỏi là hôm nay em về đây nhờ anh em ở Sĩ Bình Dương tìm ai vậy? Dạ tìm vợ. Tìm vợ hả? Dạ. Ồ, em là tìm vợ, là vợ em họ tên là gì? Dạ vợ em là Trang Kim Phượng. Trần Kim Phượng, Dạ Trang Kim Tĩnh Phượng. Phượng. Dạ. Úi giời, cái Dạ. tên này ở quê nhà anh này cũng có một cặp vợ chồng cũng tên là Tĩnh này. Dạ. Chồng tên Tĩnh, ôi anh nói thiệt nghiêm túc, chồng có tên là Tĩnh, vợ tên là Phượng. Dạ. Ồ, mà em sẽ lựa là cái tên hay ấy. Dạ Phượng, chắc cũng duyên số anh. Trần Kim Phượng. Dạ. Trần Kim Phượng này năm nay nhiêu tuổi đấy em? Dạ 54 tuổi anh. Ui giời ơi, Dạ. Trần Kim Phượng 54 tuổi Dạ. mà em bao nhiêu? 30. Em 30, Dạ. em lấy vợ là 54 tuổi. Dạ. Em nói thật không đấy? Hả? Dạ, cam đoan thì Ồ, vậy. cam đoan là sự thật. Dạ. Em đăng ký kết hôn chưa? Có mà giờ đốt hết anh. Ôi giời, Giấy tờ. trước đây em đã từng lấy vợ chưa? Dạ chưa. Vợ này là vợ đầu tiên. Dạ đúng rồi. Vợ em đã có chồng chưa? Dạ có một đời chồng anh. Mấy con? Hai con, hai được hai thằng trai mà đã mất rồi. À, mất hết. Dạ. Ồ, em tìm hiểu hết kỹ chưa? Dạ kỹ rồi anh. Ôi giời ơi, chồng thì 30, vợ thì 54. Gia Dạ. đình em có đồng ý không? Dạ ba mẹ cũng đồng ý. À, hai người là đến với nhau là lâu chưa? Dạ em với vợ em đến nhau 2018. Từ 2018 luôn. Dạ. Thì tới Ồ. giờ là đã 6 6 năm rồi. Vậy lúc đấy em 24 tuổi. Dạ. Một trai, một thanh niên rất trẻ, tuổi gọi là còn tuổi đời còn rất nhỏ đúng không? Dạ đúng ạ. Ồ, mà quen một cô gái lúc bây giờ, thời điểm bây giờ là khoảng 50, 48 tuổi. Dạ. Ờ, thời điểm là 48 đúng không? Dạ. Ôi giời ơi, em nói này anh có tin được không nè? Em nói thật không đấy? Dạ sự thật mà. Nhưng mà em quen ở đâu? Dạ hồi trước thì em có lên Tây Ninh em đi dựng rạp cho Phước Thành. À, dựng rạp đám cưới hả? Dạ đám ma, đám cưới, đám hỏi gì dựng Ui hết giời, à tất cả rồi. các loại đám. Dạ các ở đám. Vợ em thì nấu ăn cho mợ Út, mợ dâu. Thì đi dựng rạp thì cũng gặp nói chuyện này kia. Dạ. Thế là em quen luôn. Dạ. Mình quen nhau là bao nhiêu thời gian thì mới đến với nhau? Thì cũng cũng 2 năm anh, thì tại vợ em còn ở gia đình ở nhà, còn chồng ở nhà, vì vợ em có nói là nếu mà thương vợ em á thì chờ đi chừng nào để sắp xếp xong rồi về ở với nhau. Ồ, thế là chờ thật luôn. Dạ em chờ được 4 năm, Ui giời ơi. 4 năm gì cũng có tới lui gần rỗi này kia nọ, cũng giúp đỡ cho nhau, cũng hoàn Ồ. cảnh khó khăn. Dạ. Ồ, vậy em quê gốc ở đâu? Dạ quê gốc vợ em là ở Trăng Bàn. Chẳng bằng Tây Linh hả? Dạ đúng rồi. Từ đó sang nhà em xa không? Từ Trăng Bàn xuống về tới quê em chắc khoảng 400 cây. Ui giời ơi. Dạ. Kinh nhỉ, một cái tình yêu phải là mãnh liệt đây. Dạ. 400 cây số. Dạ. Chồng 30, vợ 40, à Dạ. 50, vợ 54. Dạ. Đẳng cấp đấy. Tình yêu này đúng là tình yêu này không biên giới này. Dạ. Cuộc tình này có thể là hơn Thu Sao với Hoa Cương đấy. Dạ. Em là nhân vật nổi tiếng đấy. Mà em nói anh á, mình thương nhau đó là không có tính tuổi. Đúng rồi, tình yêu làm gì có tuổi. Dạ, chủ yếu Ừ. là tình cảm đối với nhau cho nhau thôi. Đó là tình yêu không biên giới rồi. Anh sẽ Dạ. đặt tên cái câu chuyện này là tình yêu là vô biên cương Dạ. nhá. Dạ. Còn biên giới thì nó vô cùng lắm, nhưng mà Dạ. gọi là tình yêu vô biên cương đúng Dạ. không? Đấy.
Thế là hai người là thực sự là có yêu nhau dữ không? Dạ, rất yêu nhau rất nhiều anh. Thắm thiết luôn hả? Dạ. Mình đi đâu mà có rời nhau một bước không? Hồi đó giờ em từ ngày em quen với vợ em tới giờ là chưa có ngày nào mà vợ em xa em quá ngày. Vậy là tối ngủ là ôm nào phải ôm vợ mới ngủ được? Dạ đúng rồi. Mình ôm vợ hay vợ ôm mình? Mình ôm vợ mình chứ. Ui giời. Mình là người đàn ông mà. Mãnh liệt ha. Dạ. Oh. Vì từ đó giờ từ lúc quen tới giờ là chưa xa nhau ngày nào hết. Ui giời, anh nhìn anh biết là em yêu dữ rồi. Nhìn dạ. Cặp chân mày này anh biết là em yêu vợ là dữ đấy. Dạ. Mình có nhậu không em? Thì lúc trước thì lúc chưa quen vợ cũng có nhậu mà từ khi về ở thì vợ nó nhậu nhẹt không tốt, phê pháo không tốt thì em bỏ hết. Chỉ vợ có cho nghỉ luôn? Dạ bỏ luôn. Có vợ là nghỉ hết? Dạ, chỉ có hút thuốc thôi. Ồ, thì sao không bỏ luôn đi? Dạ, tại vì mình đi làm cũng gặp này kia rồi người ta cũng mời mình cái mình hút lại nhiều hơn mà mình chưa hút nữa. Anh cũng bỏ nhưng anh chưa bỏ được? Dạ. Anh bỏ 3 lần rồi nhưng chưa bỏ được? Dạ. Ồ, vậy là gia đình em có phản đối không? Dạ không anh, thì tại vì lúc em ở với vợ em á là ba mẹ đều biết, anh chị em đều cũng biết. Biết nhưng vẫn đồng ý? Dạ. Có ai cản không? Dạ không. Không ai cản luôn hả? Dạ. Lạ hả? Tại vì chắc do số em đã khổ rồi, ba mẹ cũng biết là số con cũng khổ. Kiếm được người thương gì cũng được. Bây giờ quan trọng người thương là không không cần biên vô biên cương tuổi tác đúng không? Dạ đúng rồi. Tình yêu vô biên cương này. Vì vợ chồng mà nghĩa nặng tình sâu mà. Thế mình đăng ký kết hôn chưa? Vì lúc trước thì cũng có đề nghị cho vợ là đăng ký kết hôn thì cũng có viết giấy tay rồi cũng nhờ công an phượng hòa đóng cái mộc vậy rồi tới khi mà bữa vợ đi thì nó đốt hết. Ôi giời, cái kỳ giấy. Dạ em cũng không biết nữa. Nhưng mà sao mà vợ lại đốt đi? Thì em cũng không hiểu nữa, vì tại vì bữa em về em thấy trong cái lò củi thì đốt giấy tờ chỉ còn có góc giấy à. Ôi giời, thế là cụ đã ra đi rồi. Dạ. Thế là vợ đi lâu chưa? Thì bữa nay nó được tháng 23 ngày. Một tháng 23 ngày? Dạ. Em đếm từ ngày một bao nhiêu giờ bao nhiêu phút? Dạ giờ phút thì không nhớ chứ em nhớ ngày. Đúng hả? Một tháng 23 ngày. Dạ đúng rồi. Tháng 23 ngày gọi 2 tháng yếu rồi em ơi. Dạ 7 ngày nữa là được 2 tháng. Thì đấy mà sao dạ. Vợ lại bỏ đi? Vì em cũng đi tìm đi tìm tùm lum hết à mà chứ em nhớ có người quen ở trên Hòa Thành trên dốc Me. Hòa Thành ở đâu? Tây Ninh anh. Ồ. Vì cái chị đó là cũng lớn tuổi rồi, chị là người thầy, chị là người Campuchia. Ồ. Thì cũng có chút bùa ngải ngày kia nọ, vì em có nhà chị coi, vì vợ chị coi là vợ em bị ta bỏ ngải nghe. Ôi giời, ôi. Lại ngải nghe luôn. Dạ. Vì chị có chỉ là về nhà cứ làm vái giang này kia thì vợ em phải về. Em vái mấy vái rồi? Nhiều lắm anh. Vái bằng cái gì? Em đốt nha, em vái của quyền với bà đâu. Em vái bao nhiêu vái? Dạ, nhiều lắm. Em phải vái là ba hồn bảy vía và ba hồn chín vía. Dạ. Ừ, thì mới linh được. Chứ em vái này là không linh thôi. Dạ. Bởi vì sao? Bùa nghe này là vợ em là bùa nghe nó cứng đầu. Dạ. Bởi vì vợ em nó lớn tuổi rồi. Dạ. Chứ không phải là nhỏ. Dạ. Nên nếu mà vợ em nhỏ tuổi thì mình thắp nhang nhanh hơn. Dạ. Ừ, mà lớn tuổi này mình phải vái đúng bài. Vì cái người chị này cũng có nói là cái bùa này á là không có lợi. Tại vì thí dụ mà bỏ yêu á, thí dụ 1 2 tháng hay 3 tháng, 1 năm gì đó mà tới dừng bỏ đi, người nam bỏ đi sẽ thất tình, điên dại vì tình. Ui giời. Tại vì cái người thầy này cũng có nói với em. Thế là dạ. Cuối cùng là em không bỏ đi mà vợ bỏ đi. Dạ đúng rồi. Thế là mình đã làm cách nào chưa? Còn ngoài cách đấy ra mình đã làm cách nào cho vợ về chưa? Thì cũng có nhờ chị chọc mà một lần nữa là không có về. Chị kêu trong thời gian mà chọc cho về á thì về, nếu mà có về á thì tắm rửa sạch sẽ vái của quyền. Ồ. Mà cuối cùng em đợi hết 9 ngày mà không thấy về. Mình không linh luôn? Không linh. Mình tắm có xà bông không? Dạ có. Phải có bồ kết em ạ. Trái bồ kết thì mình xong mới được. Chị cũng có nói là cái này đó chị là chỉ làm khống thôi. Còn bên kia là tao mới trực tiếp. Thế là vợ em đi này tối hay ban ngày? Thì vợ em đi ban ngày, 1 giờ chiều. 1 giờ chiều? Dạ. Hôm nay em đi đâu? Thì 1 giờ em đi làm, thì khoảng 1 rưỡi. Sao em không dắt vợ đi luôn? Cho chắc ăn. Thì cũng ở nhà tính đâu vợ không có đi. Ồ. Thì để nhà 1 giờ em đi làm, thì 1 rưỡi giờ em đi. Ừ. Đi tới bữa nay nữa đúng tháng 23 ngày. Vợ em đi bằng phương tiện gì? Thì lội xuống dốc. Lội dốc đi. Lội là đi bộ? Dạ đi bộ. Nhà em mấy chiếc xe Honda? Thì có một chiếc xe em chạy đó. Dạ. Em đi xe gì vậy? Alpha anh. Ôi Alpha hả? Dạ, 110. 110. Dạ. Xe này ngon đó. Dạ. Thế là vợ em về ở với em là có đem theo tài sản đi về không?
Dạ, như lúc trước thì cũng có được bộ dòng xi men mà kiểu như làm rồi gãy cũng hết. Gãy thì cuối cùng là phải còn xác. Cũng lúc bệnh rồi cũng bán lo Ôi này này giời, kia thì cũng hết. thế là cụ đã ra đi rồi. Dạ. Giờ còn mỗi người không? Thì nói chung là vợ chồng cũng mấy năm qua mà thì cũng gom góp hai chồng mua được công di chuyền cho vợ em khoảng hơn 2 tỷ. Mấy Dạ. năm mới gom góp được cộng di chuyển hơn 2 tỷ hả? Dạ. Thì cũng mặn cũng lúc có lúc không anh. Nhưng mà sao yếu vậy? Tại vì cũng lúc bệnh rồi lúc thất nghiệp cũng có đủ thứ hết. Nhiều chuyện này để mình Thế là cộng lo. di chuyển đến giờ đâu rồi? Em giữ hả? Vợ em đem đi luôn anh. Ôi giời, rồi tưởng sao lại vợ đem đi. Vợ đem đi là em không biết à? Vì nó có đem gạo nè, ngày em đi là em đi luôn. Xi men thì ăn hết rồi. Dạ. Giờ dây chuyền là 2 năm dành nhiều năm đúng không? Dạ. Mấy năm tất cả? Chắc cũng dành dụm cũng được 2 năm. 2 năm dành dụm hai vợ chồng, được Dạ. cộng dây chuyền được hơn 2 tỷ, Dạ. được khoảng 15-17 củ. Dạ. Giờ là ra đi luôn rồi. Dạ. Vợ em đi có mang theo quần áo Như bạn một bộ màu lẫn với một cái áo khoác màu hồng không? với Ui một một giời, đem một đem theo một cái áo. một cái áo để sơ cua nữa, Dạ. một lửng, Dạ. một áo khoác và một sơ cua Dạ. là đi luôn. Dạ đi luôn. Trước khi đi là vợ em có thông báo là em sẽ bỏ anh yêu, em sẽ đi mãi tìm anh yêu khác không? Không, vợ em trong từ lúc mà bị tới giờ á là vợ em trầm tư lắm, suy ngồi nằm đâu suy nghĩ đó mà mắc cày lắm, không như người bình thường. Mới kiểu như thẳng thời có bữa em có kêu mà cũng không thèm trả lời nữa. Em đi làm về là em đưa tiền cho vợ hay vợ đưa tiền cho em? Vì nói chung là ai cũng biết là em đi làm giờ nhiêu em chỉ đưa cho vợ em thôi. Ui giời ơi, vợ là số 1 đúng dạ dạ không? Thế giờ là còn số mấy? giờ cũng chưa không biết nữa Giờ về Mo chưa? anh Em biết về dạ Mo không? Phía chưa Bắc người ta gọi về Mo. dạ Ở đây là người đang về về số 0. dạ Cụ đã ra đi rồi. thì chủ yếu là em nhờ bên anh tìm giúp em để cho em về em làm cho tỉnh táo rồi chứ Em đi có gì cách nào để làm tỉnh táo chưa? dạ Anh có dạy cho. dạ có Xíu nữa anh sẽ dạy cho nó nhỏ lỗ tai nữa, anh sẽ dạy cho những đường cơ bản. Về dạ phát là không đi nữa. dạ Không ai làm giống mình được. dạ Thế là vợ em đi là trước khi vợ em đi là vợ em có hay chơi điện thoại không? thì cũng hai chồng cũng xài cơ bắp anh Vậy là vợ em không lên mạng à? không Hay vậy. vậy cũng xài cơ bắp Thế là trong như cái thời gian này là vợ em đi đâu? Trong thời gian trước khi vợ em bỏ đi mất tích nhà, vợ em đi đâu? vợ em ở nhà Không làm gì? vì ở nhà thì nói chung là cũng ăn nấu cơm nấu nước này kia nọ việc nhà thôi thì em đi làm Vậy là hàng xóm nhà em có ông nào đàn ông mất tích chưa? thì Mấy ông? có một ông ở dưới dốc nhà Ôi giời ơi, ông mất tích ngày nào? Lâu chưa? vì vợ em đi bao lâu là ông đi bao lâu Ôi giời, thật chết à. 1 tháng 2-3 ngày đúng không? dạ Đấy, anh biết trước mà đi. Một là lên mạng, hai không lên mạng là hàng xóm mình sẽ có một người mất tích. dạ Mà thậm chí nếu mà ngon ăn thì 2 người. dạ như giờ ví dụ bây giờ anh tìm được người nữ này là sẽ tìm được người nam đó Ở đấy, một cặp à? dạ Ôi giời ơi. Thế là tại sao em biết là người đàn ông này mất tích? thì tại vì hôm đó em cũng có nhờ người anh chồng của người vợ em điện cho người vợ em vì cái người nam đó bắt máy là bắt máy là nói là đương làm gần hồ tiếng Hồ Dầu Tiếng. dạ Hồ Dầu Tiếng anh biết. dạ Khu vực nào? thì nói chỉ nói vậy thôi là cúp máy Được, anh sẽ tìm. Em cho anh hỏi này, người đàn ông ấy khoảng nhiêu tuổi rồi? chừng khoảng 45-46 gì đó Ui, 45-46 vẫn còn nhỏ hơn vợ em. dạ Em đã là ăn hàng tơ rồi mà vợ mà ông tướng này còn ăn hàng tơ nữa. dạ Em cũng mặn ấy. vậy thì bữa đó em có nhờ ông anh chồng của vợ em là ông thứ năm á thì điện cho vợ em thử vì tại vì em biết vợ em mở máy lên thì điện một cú đầu không bắt thì cú hai bắt thì có hỏi là người nam đó nói là có gì không anh Nam thì người đó người anh Nam này có hỏi là ở đâu nói là ở gần Hồ Tiếng làm khoảng 2 tuần nữa về mà cứ 2 tuần là đã tháng mấy rồi mà chưa về Đấy là hứa thôi. dạ Nhưng mà trên cung trăng. vì em tin chắc là không có ở huyện Chẳng Bàn đâu thì đi xứ khác Đúng rồi. Em cho anh hỏi này, người đàn ông đó có vợ chưa? có vợ rồi mà thôi rồi em Có mấy người con rồi? thì nghe nói là người nam đã được 2 người con Con chắc hai mấy nè. dạ Vậy là thôi vợ. dạ Người thôi đàn ông ấy làm công việc là thợ hồ à? phải không Còn vợ em là làm công việc gì trước khi đi? trước khi khi là ở nhà cũng nấu cơm nấu nước này kia đợi em đi làm về thôi Vậy thôi. dạ Em đi làm tháng bình quân anh hỏi thật là trung bình khoảng 10 triệu không? vì nếu mà làm thợ hồ thì tháng cũng 8 triệu mấy 9 triệu Về đưa hết cho vợ. dạ Em giữ nhiêu cho trong trong bản thân? vì một tuần á ví dụ em làm cu ly á thì 400 thì tầng được 2 triệu 4 thì em lấy cho vợ em chỉ 2,4 triệu lấy chừng 400 để Còn lại đổ đưa xăng vợ. còn đề 400 để đổ xăng này kia nọ mua thuốc hút nữa thôi còn 2 triệu đưa cho vợ Em có uống cà phê không?
Dạ không anh. Ồ, lạ vậy. Uống nước ngọt không? Thì nước ngọt thì cũng đấy. Anh hỏi. Ừ, đấy, thế dạ. Thì anh hỏi. Ừ, đúng rồi. Thế là từ hôm vợ đi là vợ hoàn toàn là có gọi điện về cho em là báo tin là em đang ở đâu, anh yên tâm không? Dạ không, đi hơn nửa tháng, khoảng tầm 27-28 ngày thì em có mua cái sim khác em điện cho vợ em. Ừ. Thì vợ em điện 4 cuốc mà vợ em không có bắt máy. Ừ. Thì vợ em điện lại, em đương chạy xe em có bắt, em dừng mới điện lại. Thì vợ em mới hỏi là anh là ai mà anh cứ điện em hoài, em đương làm. Ừ. Thì em nói, em mới nói là em ở với anh mà em không nhận ra tiếng anh hả? Ừ. Vì giờ em ở đâu thì em nói đi, anh rước em về, có gì vợ chồng mình nói chuyện. Thì giờ em có trả lời với em là em đi làm xa, bây giờ em chẳng biết em ở đâu nữa. Xa là xa, ở đâu không biết luôn. Dạ không biết luôn. Lạ vậy. Dạ. Vợ em 54 tuổi chứ đâu phải 14 tuổi đâu. Vì giờ em có trả em lời em vậy thì ừ. Em điện tới bây giờ là điện không được luôn. Mất tích rồi. Dạ. Ôi giời. Cứ cúp nguồn đi. Cúp nguồn luôn. Dạ. Ồ, vợ em đang trong phòng lạnh thôi. Thì cũng thua rồi, mày bỏ tay chấm con rồi em ơi. Dạ. Nhưng mà em tuổi đời còn nhỏ mà. Dạ. Nhưng mà hai vợ chồng có con chưa? Dạ chưa anh. Ồ, nhưng mà sao mình không sinh một hai đứa con? Dạ thôi. Thôi thì mình cứ ở vậy đi, thì tới đâu thì mình tính tới đó. Ồ. Bây giờ em biết dám chắc là đúng vợ em đi với người đàn ông mà bốn mấy 50 tuổi chưa? Chắc cũng 100%. Em tới nhà người ta chưa? Người này là không có nhà. Người nam này không có nhà. Ôi trời ơi, thế. Dạ chỉ cứ đi tỉnh khác là mướn trọ. Thế còn em có nhà không? Nhà em á là ở ngay nhà vợ em là ở ngay khu phố Hòa Phú, phường Hòa, Hồng Tân Ninh. Vợ dạ. Nhà to. Thì nói chung là nhà cấp 4 anh. Vợ có ai ở chung không? Không, chỉ có em với vợ em. Ui giời. Dạ, nhà em thì Túi với Cà Mau thì cũng rộng rãi này kia. Lẽ là được cô vợ ngon lành cành đào đúng không? Em dạ. Em đi làm về là thường thường là em là người được ăn cơm dẻo canh ngọt hả? Dạ. Vợ đâu cơm có ngon không? Dạ ok. Ui giời. Đây thợ nấu đám mà. Năm tư này, nấu cơm thì ngon rồi. Dạ. Ê, uổng nhờ. Bây giờ là em mong muốn nhất điều gì? Thì mong muốn nhất là mấy anh tìm gặp sớm. Sớm, mục đích chính là mình về làm lại cuộc đời. Thì ví dụ mà tìm được, mình về làm cho tỉnh táo. Vợ chồng phải quấy gì mình nói chuyện sao. Thì chủ yếu là cho về tỉnh táo thôi chứ để... Em từ trước giờ, mình có chửi vợ không? Đôi khi em có nói vợ em mà vợ em không nghe, cũng có lúc càm ràm, chỉ có càm ràm thôi. Lâu không? Thì chừng càm ràm chừng 50 phút nữa tiếng là thôi à, qua rồi thì thôi à, cũng nhưng vui mà, vẻ bình thường. Nhưng mà đêm là làm lành không? Nhưng qua rồi thì thôi là cũng tối cũng vui vẻ cười nói cũng thôi. Này là trẻ này, khỏe này. Dạ. Tướng to con này, khỏe này. Em được nhiêu ký? Thì lúc vợ em ở nhà là em gần 80. Ui giời, bây giờ còn nhiêu? 60. Mất 20 ký? Dạ. Thế nào mà anh nhìn thôi, cái xương khung của em to đấy. Dạ. Nhưng mà sao là mình lại tiêu tụy vậy? Tại vì mình lớp như mình mua một món đồ đi. Ừ. Mới mua về mà tự nhiên xong mình buông tay cái mắt tiêu. Ừ. Mình hụt hẫng đi. Hụt hẫng đúng không? Dạ. Ừ. Em nói chuyện này cũng nghe hợp tình hợp lý đấy. Dạ. Nhưng mà thực sự là em đã tác động vật lý vợ bao giờ chưa? Dạ chưa anh. Có lôi khúc lúc á, nhìn mình cũng có dặn mình cũng đã có tán 2-3 bạt tay. Tại vì mình nói không có nghe. Ừ. Mình chỉ muốn tốt cái gì cho vợ mình thôi mà nói không có nghe. Ừ. Thì cứ bướng cãi thôi. Ừ. Em gọi vợ em bằng gì? Dạ vợ. Vợ em gọi em bằng gì? Dạ bằng anh. Ui giời ơi. Em nghe những tiếng mà người phụ nữ gọi bằng anh yêu ơi, nghe có vui không? Thì anh yêu không có chứ mà anh ơi thì có, nghe cũng làm cũng vui. Ừ. Nhưng mà nghe anh yêu thì không có nhưng mà anh ơi đúng không? Dạ, cũng nghe cũng mát luôn. Vậy là cũng sướng rồi. Dạ. Em tuổi đời trẻ mà được lấy vợ này là sướng đấy. Vui dạ. Đấy. Thì em chỉ nhờ là mấy anh tìm kiếm giùm em trong vòng 1-2 ngày đó. Dạ. Bây giờ này. Dạ. Tìm vợ cho em thì tìm được đấy. Dạ. Chắc chắn là sẽ tìm. Dạ. Mà tìm được. Còn vợ em về hay không thì anh không hứa. Dạ. Nhưng mà nếu mà tìm được và bây giờ vợ em nói là bây giờ là vợ em không yêu em nữa. Dạ. Vợ em có cuộc tình khác rồi. Dạ. Em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Vì nếu mà vợ em có nói vậy thì cứ đi về nhà. Cứ đi nhà. Mình nói chuyện nhau. Nếu mà thật sự người nam đó mà có khả năng lo như cho em đã từng lo cho vợ em suốt 6 năm qua, đầy đủ tất cả mọi thứ, em sẵn sàng ra đi. Em để cho vợ em sống hạnh phúc. Bỏ cao ra đi đấy. Dạ. Mà em nói anh, cái người nam này chẳng có làm gì được. Sống chỉ là để tạm bợ, để kiếm môi để sống thôi. Chứ đi làm cái gì bấp bênh lắm. Vì tại vì không có nhà.
Thứ nhất là không có nhà, mình không phải là mình chê, mình bay, mình ghét ai. Ừ. Thứ nhất là không có nhà, đất cũng không có. Đó, chỉ về tứa tốt bên cậu mà. Đó. Thì làm sao mà yêu nhỏ này thật lòng được. Nó vậy. Ê, cũng căng nhỉ. Dạ. Người đàn ông hiện nay là so với em ấy, liệu ai là ai hơn? Hai người so nhau ấy. Dạ. Ai hơn? Em khỏe hơn rồi đó. Dạ. Thì nói chung là em với nhà dưới nhà cửa đàng hoàng, đắt cái, đắt cát đầy đủ, không thiếu với thứ gì hết. Nếu người phụ nữ là vợ em bây giờ hiện nay là 54 tuổi. Dạ. Mà đồng ý mà bỏ người đàn ông kia. Dạ. Về với em, nhưng với điều kiện là không sống ở đây nữa mà về quê em sống. Dạ. Em đồng ý không? Em chấp nhận. Thì tại hồi sáng này em cũng có điện cho mẹ em. Và em cũng hỏi là năm nay em có cắt nhà được không? Thì mẹ em nói là qua sang năm rồi cắt được. Thì em đã tính trước là nếu mà vợ em có về thì em sẽ đưa vợ em về dưới cắt một cái nhà nhỏ nhỏ để buôn bán, để sống hàng ngày thôi. Mình chuẩn bị vốn liếng tiền bạc chưa? Dạ, cũng em cũng sẵn sàng chuẩn bị. Nói chung là mình cũng có hướng rồi đúng không? Dạ. Vậy là một người đàn ông rất có chí thú này, chịu khó này. Vì mình ăn bữa nay thì mình phải tính ngày mai mình làm gì nữa. Em vậy là đẳng cấp hơn những người khác đấy. Dạ, thì mình cuộc sống cơm gạo tiền mình phải tính bữa nay, mình phải tính ngày kia, ngày mốt nữa. Cho anh hỏi thế này. Dạ. Nhưng mà anh hỏi một câu chuyện tế nhị này. Dạ. Bây giờ nếu thực sự vợ em chia tay em. Dạ. Em có đi tìm một người phụ nữ trẻ hơn em hay là lại tiếp tục tìm một người phụ nữ lớn tuổi giống như thế này? Không anh. Em đã cũng có nói với anh, người anh thứ năm, thì nếu mà một mai em không có ở với vợ em nữa, nếu em kiếm được vợ, em kiếm được một người đàn ông nào thật sự thương vợ em giống như em đã từng thương, em sẽ dàn ra đi. Vì cuộc đời em đã đi khắp xứ cùng nơi hết, vì tiếp tục đi, chừng nào mỏi chân mình dừng lại. Còn nếu mà mình còn đi được, mình tiếp tục đi, còn đi không được nữa mình lên chùa tu, mình lấy cái phước đó để cầu mong cho cha mẹ. Em hiện nay cha mẹ còn đầy đủ không? Dạ còn đầy đủ anh. Cha mẹ em là, ba mẹ em nhiêu tuổi rồi? Thì ba mẹ em có tuổi, mẹ em năm nay 58 tuổi. Mẹ 58? Dạ, ba tuổi con gà, mẹ tuổi thăng. 58? Dạ. Tuổi con gà là nhiêu? Thì ba em tuổi con gà năm nay. Sinh năm mấy? Sinh, ổng sinh năm 68. À, 68. Dạ. Mẫu thân? Dạ, mẹ em sinh năm 69. Vậy là nói đúng, nói cho cùng là vợ em cũng ngang ngửa tuổi ba mẹ em. Dạ. Em được mấy anh em? Em được hai người chị chứ. Mấy em nữa? Không, chỉ có hai người chị, em là Út. Là sao? Là ba gia đình em mấy chị em? Có ba chị em thôi. Tất cả ba người? Dạ. À, hai chị với một em nữa? Dạ. Là hết? Đúng rồi. Em là Út. Bây giờ gia đình em có biết cái chuyện này không? Thì nói chung là ba biết, chị đều biết. Nói chung là ai cũng biết. Tại vì đã một khi đi á, vì một tiếng tốt cái gì chẳng có, mà tiếng xấu thì nó đã lan tràn khắp nơi. Ừ. Dạ. Mẹ em buồn không? Ba mẹ em buồn không? Thì ba em cũng có đôi chút, ông cũng có buồn. Nhưng mà buồn thoáng thôi đúng không? Dạ. Vì hiện nay là em nói thẳng là tụi em chưa có con chung. Dạ đúng rồi. Nhưng mà theo anh nghĩ thì người phụ nữ mà hơn 50 tuổi có con thì khó. Dạ đúng rồi. Thì chủ yếu là nhưng mình... mà sao em không nhu cầu, em không cần một người phụ nữ vừa tuổi để sinh con? Dạ không anh. Nếu mình kiếm cái lứa tuổi như cỡ như mình thì chắc không có hiểu mình đâu. Cái vậy? Vì mình, tại vì những người nữ này đã bà tìm, quan trọng với mình, tìm hiểu mình và cũng đã biết mình suy nghĩ gì, muốn cái gì. Mình cũng giúp đỡ cho nhau, đùm bọc những sẻ. Bây giờ em gặp người phụ nữ khác tốt hơn, liệu em có không? Sao vậy? Dạ em chỉ trẻ hơn. Vì em đã cũng có từng nói với vợ em mà nếu sau này mà lỡ như không có ở nhau, dù em còn một hơi thở cuối cùng trong cuộc đời, vẫn yêu, vẫn thương vợ, không cứ thương em nữa, không thay đổi ý định. Dạ. Cái lập trường bản lĩnh em ấy là có. Dạ. Ừ. Nhưng mà suy nghĩ tích cực lên xíu em. Dạ em cũng có nhiều điều em suy nghĩ. Thì nói trên đài này cũng không phải là có một anh vợ em là phụ nữ. Đúng. Cũng có rất là nhiều phụ nữ. Một nửa mà. Dạ. Mà nhưng mà cái tình cảm của mình dành đùm chung đất rất nhiều. Em trước đây đã phải rơi nước mắt với vợ chưa? Bao giờ chưa? Chưa anh. Nhưng lần này là rất nước mắt. Đúng. Một người đàn ông phải nói là thực sự là rất cảm xúc nhỉ. Em theo như em nghĩ hoặc những người khác đánh giá em là có phải người đàn ông lặng tình không? Thì cũng có anh. Vợ em có bao giờ phải khóc về em chưa? Dạ cũng có. Thì lúc 2020 có bị dịch Covid, hai chồng thì bị F0, có đưa vô cái trường học kế nhà cũng hết 3 ngày. Ừ. Đưa xuống với trường mẫu giáo mầm non với hết tháng lại 1 ngày. Ừ. Thì vợ em là bị nặng nha em. Thì sự sống hai chồng chỉ có 1% thôi. Thì vợ chồng trong đó một khi cái máy đó gì đùm bọc với nhau.
Vì vợ em nằm đó vì em sửa thuốc, em tắm rửa thì em tắm cho vợ em. Em lo tất cả cho vợ em hết. Thì tới ngày được thả ra về trọ 14 ngày thì chẳng có đi đâu hết. Thì cũng vợ chồng cũng nằm trong phòng đùm bọc nhau thì sơn sẻ những gói mì cho nhau thôi. Đúng, người ta bảo là duyên số nó vồ lẫn nhau đúng không em? Dạ đúng ạ. Em nghe có hợp lý không? Dạ đúng. Duyên số nó vồ lẫn nhau không xa nhau ha. Vì hết được cái Covid này thả lỏng ra được thì cũng có đi làm. Thì cũng đi làm bươn chải đủ thứ hết nghề hết. Thì cũng cuộc sống này nó cũng ổn định thôi, cũng chẳng có dư gì mấy. Thì khi đó là cũng này kia nọ đủ thứ chuyện hết. Anh biết chắc là đến giờ phút này em cảm xúc này chắc chắn là em còn rất thương vợ. Hai vợ chồng trước đây mình có thề có hứa là mình sẽ sống với nhau mãi mãi không? Dạ em có, trước đây có nói là suốt cuộc đời vợ em chỉ thương có mình em. Là vợ em nói vậy. Dạ. Thế còn em? Thì em có nói với vợ em mà nếu em thương anh vậy suốt cuộc đời anh chỉ cũng thương có mình em thôi. Thế mà vợ lại ra đi? Dạ đúng. Lạ vậy nhỉ. Đúng cái ông kia nói chuyện ngọt không? Em cũng ít có tiếp xúc với anh. Em đã gặp ông mà đã nhậu ông bao giờ chưa? Dạ chưa. Thì cũng có thỉnh thoảng. Tướng ông ấy có cao ráo đẹp trai không? Thì cũng cao, cũng chắc cũng mét trăm mấy. Vậy sao mấy thì thấp hơn em xíu hả? Dạ. Em chắc mét 7 hả? Em mét 78. 78 à? Ui dạ. Cao vậy. Thời nào vợ em thích là phải thôi. Cao to đẹp trai này, 80 kg, 78. Dạ. Thì nói chung là người ngông này cũng mình dây, cũng tướng tá chứ cũng trắng nõn thôi. Trắng nõn giống anh không? Cũng như ná ná với anh. Ná giống anh. Dạ. Nhưng mà anh không thích ăn như vậy. Dạ. Thôi bây giờ này. Dạ. Trong câu chuyện ấy, trong cuộc sống thì nó vô cùng các em ạ. Dạ. Mỗi người có một ý, một duy tư, dạ, một sự rồi. Suy nghĩ khác nhau, không ai mà có thể giống ai được. Dạ. Đúng không? Trong gia đình em hiện nay em chia sẻ là ba anh chị em. Dạ. Ba người cũng đều giống khác nhau, đâu có ai giống ai được. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ này, em nếu em thực sự em còn thương vợ. Dạ. Em hãy nói chuyện rõ ràng, cảm xúc. Dạ. Mà yêu thương ngọt ngào nhất dành cho vợ để hy vọng chắc chắn vợ em sẽ xem video này. Dạ. Vợ em xem được và em suy nghĩ lại để vợ em tiếp tục quay trở về với em. Rồi mời em có thể em lên tiếng này, em nói rõ đi. Nếu mà em còn nghĩ về anh, thương anh thì em coi được cái clip này thì em mau về nhà với anh. Thì có gì về nhà vợ chồng mình giải quyết nhau. Chứ mà em đừng có đi vậy. Sống đây ngày mai đây đó khổ lắm. Rất là nhiều. Về đây thì anh sẽ đùm bọc em. Dù có bất cứ giá nào anh cũng đùm bọc em. Thực sự là cái câu chuyện này phải nói là nghe thì rất buồn. Đúng dạ, không? Dạ. Anh thấy em là thương phụ nữ quá. Mà sao trước đây, trước khi mà em đến với vợ, dạ, trước đây em đã yêu ai chưa? Dạ chưa. Mối tình đầu? Dạ mối tình. Úi giời ơi, trai tân mà gặp phải. Ấy. Ngày đó thì nói chung là vợ em đi để đám thì em cũng đi dựng gạp. Thì còn hai bên kết hợp nhau để người dựng người nấu. Thì cũng lên đám cũng gặp thì cũng nói chuyện này kia nọ. Thì cũng hỏi là ở đâu vậy, cũng mua nước nôi cho uống vậy. Thì sống thì cũng nói vợ là nếu em mà có khó khăn gì cứ nói anh giúp đỡ. Dạ. Thì cũng vậy. Thì cũng vợ em đi đãi bất cứ ở đâu không biết, cách em dùm cả trăm cây số cũng vậy. Em cũng nhận chạy tới mua cho vợ em một chai nước hoặc một tô bánh mì, một ổ bánh mì cho vợ em. Khổ nhỉ, yêu quá mà. Anh cũng yêu, đã từng yêu mà anh yêu nhiều lắm. Dạ. Đếm chắc không nổi. Dạ. Em mà chưa yêu ai như vậy. Dạ. Em một cái cuộc tình yêu phải mãnh liệt đấy. Tình yêu này phải nói đẳng cấp đấy. Dạ. Em là số 1. Vì em cũng ở nhà. Thì lúc ở trọ thì vợ em đi đãi bất cứ đâu thì trưa em về cũng giặt một thao đồ. Dạ, cơm nước đầy đủ để đó thì em đi làm chiều về. Thì nếu chiều giờ về vợ em có về á, mà nếu vợ em có đi đãi cháo rồi trong đêm đó thì em cũng có đi theo phụ vợ rửa chén bát này kia nọ, làm tất cả cho vợ hết. Đó, vậy. Nói chung là người đàn ông khi đi làm về là chỉ mong sao cơm dẻo canh ngọt. Dạ đúng rồi. Nào ok rồi. Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay em về đây để em nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để mục đích chính là tìm vợ. Dạ. Thì em có hy vọng là các anh em sẽ sớm tìm được thông tin vợ em không? Dạ, có mong. Là mấy anh tìm sớm giùm em. Tất cả những điều em chia sẻ là vợ em là 54 tuổi. Dạ. Mà em là năm nay là 30 tuổi, sinh năm 1994. Dạ. Em quê Cà Mau. Dạ, vợ đúng. Quê Tây Linh. Dạ đúng. Em chia sẻ là hoàn toàn cái câu chuyện là có đúng sự thật không? Dạ đúng sự thật. Anh hỏi lại này, vợ em họ tên đầy đủ là gì? Trần Kim Phượng. Trần Kim Phượng. Dạ. Tên thì nói chung với anh đó là em thương cái người vợ em. Thì nói chung là ai cũng biết hết. Thậm chí là bạn bè này kia người ta cũng phân biệt là nói người nữ này rất là có phước. Thì tại vì em quá thương, em lo từ ly từ tí hết. Thế mà không ngờ đúng không? Dạ đúng. Không ai ngờ là cuộc tình đúng không? Dạ.
là thường nói chung là cuộc vui là cũng tàn em ạ. Yeah. Nếu thực sự cái số phận em mà không may mắn, yeah, mà vợ bỏ ngang đường này, yeah, thì mình cũng đành lòng chấp nhận. Yeah. Đó là duyên phận em ạ. Yeah. Nhá. Anh hy vọng là sau này em sẽ một cuộc sống, mà yeah, một cái nghề nghiệp hoặc một cái công việc tốt, ổn định, yeah, đặc biệt là có người phụ nữ khác, yeah, có thể là thương yêu em suốt quãng, yeah, đời còn lại. Yêu có thể yêu hơn người phụ nữ này. Yeah. Và có thể là đồng hành cùng em, và yeah, có thể là sinh con, yeah, cho em. Nhá. Yeah. Ok chưa? Dạ đúng. Rồi hôm nay em về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin, đặc biệt là tìm vợ. Dạ. Một người vợ phải nói là chắc là quan trọng nhé. Rất quan trọng. Dạ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em, dạ, lên tất cả trang mạng xã hội, dạ đúng, để tìm vợ không? Dạ đúng. Rồi, em cảm ơn em nhé. Dạ. Rồi cuối video là anh xin phép được thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ. Anh chúc em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh, dạ, phúc em nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị, rất lâu rồi. Đây là một câu chuyện thực sự là nghe thì rất buồn nhưng rất thương và tội cho một người đàn ông. Cái câu chuyện này phải nói là hiếm có, khó tìm. Yeah. Câu chuyện này trước đây là Thu Sao và Hoa Cương có lẽ là phải nói là nổi tiếng của thế giới, yeah, là 26 và 62. Yeah. Nhưng đây thì cũng ngang ngửa. Nhưng câu chuyện này đẳng cấp hơn vì người đàn ông là lo cho từ A đến Z. Yeah. Mà đến giờ phút này vợ đi với người đàn ông khác. Yeah. Nhưng em trai là vẫn quyết định một lòng một dạ trung thủy và vẫn lên đường để đi tìm vợ. Yeah. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức, phải nói là chị gái chứ không thể nói em gái được, bởi vì đây là em trai nhỏ tuổi hơn nhưng còn chị này lớn tuổi hơn, yeah, thì vẫn là chị gái, yeah, đang ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương, yeah, theo số điện thoại 0913 785858. Quý video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Yeah. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.